Hả? Nhà bự không? Nhà cũng 200 mét vuông á. Trời đã vậy. Đất không á, còn nếu mà cất thì mới có 100 mấy à. 200 mấy mét vuông, đã ha. Một mình một nhà luôn. À. Rồi chú. Tại vì hồi trước nhà cũng đông á. Ừ. À, hai đứa con với là vợ nữa là 4 người. À, nên mình cất là 100 mấy chục mét vuông. Chú làm nghề gì? À, làm bán phở. Bán phở. À, tại nhà mình luôn. À, con gái thì nó làm hướng dẫn viên du lịch á, qua Singapore cái có gia đình ở bển luôn. Dạ. Nhà đó nhiều tiền không chú? Nhà đó bây giờ nếu mà tính ra là cũng phải cỡ 40 tỷ. Trời ơi. Toàn thể quý vị khán giả và các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có chú U60 sống tại thành phố Hồ Chí Minh, kinh tế của chú đang là vững chắc. Đó, mở tiệm bán phở. Điều ngày hôm nay lên chương trình tìm một nửa yêu thương. Chương trình có kết nối cho chú được cô nào chị nào hay không? Kính mời cô chú anh chị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm thông tin. Rồi thay mặt mấy anh em ở đây, tụi con chào chú. Rồi trước hết thì chú cho biết là chú tên gì, bao nhiêu tuổi rồi? À, chú tên Nguyễn Văn Bảy, hôm nay 64 tuổi, ở nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, chú đang ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Chú ở một mình hay ở chung với con chú? À, ở một mình. À, quá đã ha. Dạ. Rồi, trước hết thì chú chia sẻ về tình trạng hôn nhân gia đình mình tí xíu rồi chú. Dạ. À, mình với vợ chia tay này cũng 3 năm rồi. Tại vì vợ cũng không có học nữa nên thôi chia tay. Lý do sao chia chú? Chia tay? Tại vì vợ bà đỏ đen á. Đỏ đen hả? À, vợ bà đỏ đen. Dạ. Rồi chú có mấy người con? Dạ có 2 người con, một đứa con gái ở Singapore làm hướng dẫn viên du lịch, có gia đình ở bển luôn. Rồi một đứa con trai thì ở Việt Nam nhưng mà cũng ở riêng hết. Bây giờ mình cũng không có vướng bận. Coi như là thành lập gia đình đó chú ha. Dạ, có mình chú một nhà luôn. À, có cháu nội cháu ngoại hết. Nhà bình uống chú. Nên Huy Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hả? Nhà bự không? Nhà cũng 200 mét vuông á. Trời đã vậy. Đất không á, còn nếu mà cất thì mới có 100 mấy à. 200 mấy mét vuông, đã ha. Một mình một nhà luôn. À. Rồi chú. Tại vì hồi trước nhà cũng đông á. Ừ. À, hai đứa con với là vợ nữa là 4 người. À, nên mình cất là 100 mấy chục mét vuông. Chú làm nghề gì? À, làm bán phở. Bán phở. À, tại nhà mình luôn. À, con gái thì nó làm hướng dẫn viên du lịch á, qua Singapore cái có gia đình ở bển luôn. Nhưng mà chú bán phở là tại nhà mình luôn? Không, mình thuê ngoài. À, rồi lúc trước thì mình bán tại nhà. À. Rồi cái nhà đó bán rồi. Rồi nhà đó bề ngang 10 mét dài 30 luôn á. Mà tại vợ đỏ đen quá nên thôi xong luôn. À, chú bán nhà đó mới mua cái nhà trên đây. Dạ. Nhà đó nhiều tiền không chú? Nhà đó bây giờ nếu mà tính ra là cũng phải cỡ 40 tỷ. Trời ơi. Nhà rồi Sài Gòn. Cái về trên đất của cha mẹ ruột á. Cha mẹ ruột được 200 mét vuông. Rồi cái giờ cắt nhà ở. Rồi con bây giờ nó có gia đình cái nó cũng ở riêng hết rồi. Nó ổn định hết rồi. Ổn định hết hả chứ ha. Rồi từ đó giờ mình có tìm hiểu thêm cô nào nữa không? Cũng có mà nói chung nó cũng không có hợp á nên thôi cũng không được. Chú bán phở rồi cái thu nhập của mình có cao không? Cũng không cao. Sao không cao? Dạ. Ý là mình thích bán thích nghỉ hay sao? Dạ. Một mình chú bán hay là chú cần? Cũng phải thuê thêm người chứ. Thuê người phụ của chú. Một mình bán không. Cái quán không phở của chú bây giờ là bao nhiêu bàn? À, cũng được 5-6 bàn ạ. Ồ, dạ. Cũng vừa vừa ha. Dạ. Bán cho vui ha. Nhưng mà dạ. Chú là đầu bếp nấu luôn. Dạ, nấu luôn. Wow, giỏi. Bây giờ lấy cô nào về mà biết bán phở nữa là đúng bà chú ha. Dạ. Hai vợ chồng bán tàn tàn vừa làm vừa chơi. Dạ. Chứ cái nhà kia bán 40 tỷ mà còn tiền nhiều lắm rồi sao mà xài hết được. Nhưng bây giờ là con nó cũng ổn định hết rồi, cũng mừng rồi. Thôi kệ nó làm nhiêu hay nhiêu. Nó làm vừa làm vừa chơi cho nó vui. Dạ. Ở nhà thôi chứ. Thật ra chú không làm nữa chú vẫn đủ ăn. Đúng rồi. Đó, biết mà.
lâu lâu con nó cũng về nó cũng cho 40 tỷ cái xài sao hết cho trả nợ hết này các kiểu vẫn còn gửi ngân hàng đó chú ha. Dạ có đứa con gái thì nó giỏi lắm, nó hướng dẫn viên du lịch mà nó mấy nước Đông Nam Á là đi hết luôn, 10 nước đi hết luôn, nó qua tới Dubai tới gì nó bên Mỹ, nó qua Mỹ luôn, Pháp nữa, Úc nữa, giỏi lắm, nó đi dữ lắm. Lâu cũng cho chú tiền xài ha. Nhưng mà mình cũng phải lo hơn mình, còn con để nó lo cho gia đình đó. Chú là có nghề nấu phở bao nhiêu năm rồi? Cũng 4-5 năm rồi. À vậy mới đây hả? Vậy trước khi đó mình làm nghề gì? Hồi trước cũng có nữa rồi, cái mình phải bán cái nhà đó đó. Rồi bán cái nhà dưới cái nghỉ thời gian. Coi như là cái nghề bán phở chú cũng lâu rồi phải không? Lâu rồi. Còn 4-5 năm là chú mới về căn nhà mới này. Tại vì vợ bà đỏ đen quá chứ thôi là cũng hạnh phúc lắm á. Đỏ đen em biết như là, tại vì có con nó làm á nó lo nữa. Đỏ đen thua mất nhiều tiền không chú? Dạ nhiều chứ. Mấy chú vậy không? Em biết cái nhà đó mà bán là khu hết luôn. Nhà 40 tỷ là trả hết nợ luôn. Không, hồi trước bán có 1 tỷ mấy à. Bây giờ là 40 tỷ hả? Bây giờ là 40 tỷ. Tại bề ngang 10 mét dài 30 luôn. Đúng rồi. Mà ngay mặt tiền lộ luôn. Mặt lộ luôn, có lầu luôn nữa. Trời ơi, tiếc ha. Dạ. Bây giờ chú lấy cô nào về thì mình sẽ có cần phải giàu có tài giỏi không? Hay là bình thường về phụ chú thôi? Bình thường cũng được. Về phụ bán phở được hả chú ha? Phụ bán phở, vợ chồng có hạnh phúc rồi được rồi. Bây giờ quá trời đó. Chứ để... rồi như bả lúc trước á sung sướng quá rồi cái cũng xanh tệ rồi sướng quá đỏ đen sướng không sướng chứ tại vì chú lo hết mà em biết bên bả cũng nhiều người khăn bên Mỹ lắm, 4-5 người khăn qua bển hết luôn ở bên Mỹ hết luôn á, nên bả y rồi cái bả không có làm mà cứ đỏ đen biết nói không được thôi phải chia tay. Buồn hả? Mà hồi trước cũng hồi đó tại vì cái thời của mình á thì cũng không có làm hôn thú nữa, nên khi mà ra tòa đi dị thì tòa nó nói hồi trước không có làm hôn thú mà giờ biểu ly dị là sao tòa ly dị được, tự giải quyết thôi, tự xử tự giải quyết đi, tự thỏa thuận chia tay luôn. Dạ. Bán nhà. Dạ. Chia đất. Không, hồi trước là bán rồi á, bán rồi đó. Rồi mới sau này về trên đây á, cất nhà là ở là mới nữa. Trời ơi. Mới khô nữa. Anh bà dữ rồi chú. Dạ. Chứ em biết có con mà nó cũng lo dữ lắm, con nó cũng lo dữ lắm. Rồi nó cho du lịch, biết cho đi Hàn Quốc nè, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia gì nó cho đi hết luôn á. Đi hết. Chú đi cả gia đình đi, có đi luôn. Chú đi luôn này. Đi luôn. Cả gia đình đi luôn á. Đi qua nước ngoài du lịch thích không chú? Chúng cũng không đâu bằng Việt Nam. Cũng vậy à chú ha? Không đâu bằng Việt Nam, tại vì ngôn ngữ mình không biết á. Con mình thì nó biết rồi nó dắt mình đi vậy thôi. Mình thì đâu có biết. Nói chung là chú bây giờ điều kiện kinh tế cũng ổn định rồi. Một mình một nhà. Em biết mình qua bên Thái Lan mình đi du lịch bển mình cũng sang lắm. Y như là Mỹ vậy. Yeah. Cứ ăn xong rồi đưa tiền nó mua khói nhiều nó khói. Mình đâu có biết là một bát cái nó bao nhiêu. Lúc đó có tiền nhiều ha. Nhớ là 100 nó hình như là 600 mấy chục ngàn của mình á. Dạ. Rồi đi cũng lâu. Nói rồi. Nói chung là chú điều kiện kinh tế khá giả rồi. Năm đó đi không biết nhớ năm mấy rồi. Rồi chú, bây giờ nói chung là mình cũng đi nhiều nước rồi. Bây giờ mình quay lại cái vấn đề chính của mình. Dạ. Là vấn đề tuyển vợ. Đó. Dạ. Bây giờ mình tuyển cô như thế nào này? Dạ. Bây giờ chú muốn độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu? Khoảng 54 đến 64 đi. 54, 64 ha. Dạ. Mình có cần cô đó giàu có không? Có nhà có cửa không? Hay là một cô đang ở trọ cũng được? Nói chung là có cái nhà cho nó có góc đi. Nhưng mà mình có nhà rồi chú. Nhưng mà không chủ là mình cũng muốn có góc. Ví dụ như có nhà thì có nhà ở quê có chứ. Thì quê. Mình có cái nhà được rồi cho nó có cái góc. Hoặc là tại nhà của cha mẹ. Tại vì vợ mình á cũng hiền lắm mà. Nói chung là không có thiệt tình, gian dối á, coi như mình không biết. Nói chung là bây giờ cô nào mà nghèo, thật là nghèo, về nhà chú có lo được hết không? Thì mình cũng mua bán rồi mình lo cho nhau thôi. Nói chung là ok ha. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Giờ mình về là cứ
mua bán rồi sống cho chỗ đó về cũng phụ chú hai chồng làm cho có quãng đời mình còn lại cho có hạnh phúc vậy thôi. Cái vấn đề đầu tiên là nghèo cũng được, xấu cũng được, già cũng được, 60-70 cũng gọi là già rồi chú ha. Dạ. Không quan trọng vấn đề đó mà chú quan trọng là cái đạo đức. Dạ. Đó. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình, Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Rồi cái thứ hai là về bản thân của chú, thì chú chia sẻ cho mọi người biết và tính cách của chú ra sao. Mình thì vui vẻ hòa đồng. Sống mà vui vẻ với hòa đồng với làng xóm làng gì lắm, ai cũng mến hết à. Nhưng mà về vợ con trong gia đình là chú có khó khăn khắc khe không? Nói chung là mình không có khó khăn, nếu khó khăn thì chắc không có sanh tật đâu. Tại vì mình khó khăn là mình phải phải kiềm chế rồi, thì nó đâu có đổ vỡ vậy. Đúng rồi. Nói chung là mình cũng thương vợ á, cũng hiền ha. Cũng không có nói gì hết trơn á. Rồi đi đi về về riết rồi nói không nổi hồi chứ muốn chơi cái gì chơi. Với nói chung là mình hà khắc với vợ con thì ra chánh quyền mình cũng khó xử lắm, thôi chia tay vậy đó cho nó im, chịu hết nổi rồi chia tay. Dạ. Tội ha. Rồi chú rất là dễ tính luôn, thoải mái luôn. Chứ nếu mà mình khó là nó không có đổ dở đâu. Tại vì mình khó là mình phải kìm kẹp, nó đi là mình phải biết là nó đi đâu, còn cái này nó thôi riết hết nói luôn. Chú thì chắc tính cũng nghiêm túc ha. Từ sáng rồi chú vào đây, chú chờ nãy giờ cũng mấy chục người rồi. Con cũng theo dõi chú ngồi ngoài kia từ nãy giờ, con thấy chú cũng khá nghiêm túc. Nói chung là người nghiêm túc á, đàng hoàng. Tới trước làm trước chứ ha, chứ không cãi như tụi con. Sáng giờ đông lắm. Chú có nóng ruột không? Không. Thì hết người ta tới mình thôi. Đúng rồi, theo thứ tự ha. Rồi. Thì hôm nay chú lên đây thì chú nhắc lại con mình tên gì này, nãy con nghe chưa rõ lắm. Tên Nguyễn Văn Bảy. Chú Bảy. 60 tuổi. 64 ở Long An, ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh, chú Củ Chi chú ha. Huyện Hóc Môn. Hóc Môn là gần chú Củ Chi đó ha. Rồi huyện Hóc Môn. Rồi tìm kiếm một đối tượng rất đơn giản luôn, như thế nào cũng được hết. Về nhà chú lo. Nói chung là bây giờ cái nhà đó là nó có bao nhiêu phòng ngủ? Ba phòng ngủ. Bây giờ chú ở một phòng thôi, còn bỏ trống hả? Ở phòng khách không à, ở phòng trời khách. Ơi ở phòng khách xem tivi cả nhà ăn ngủ luôn ở nhà, tại vì có cái thùng lo kéo kéo đó. Nhưng mà sau này lấy vợ về phải dọn cái phòng ngủ đàng hoàng chứ. Nhưng mà thì tại vì mình xem ca nhạc rồi cái, nhưng mà lấy vợ về không lẽ ngủ ở phòng khách sao làm. Phòng khách rộng lắm, nhưng mà ai làm phòng khách. Độ phòng và vô phòng trong đi. Tại vì mình thôi, ca nhạc rồi đó. Rồi con biết rồi. Một mình chú thì ở ngoài đó cho thoải mái. Còn bắt đầu từ hôm nay về bắt đầu dọn dẹp phòng khách, phòng ngủ vừa đi là vừa đó. Nói chung dọn dẹp dần đi. Có vợ phải vô phòng ngủ chứ. Đúng. Có máy lạnh luôn nữa. Đúng. Mình đó nóng lắm. Chú bây giờ chú về chú mua chăn ga gối đệm chú chuẩn bị sẵn đi. Vài ba hôm nữa là anh em báo cho là lên rước nàng về dinh. Dạ. Ok không? Rồi, ông chủ quán phở, thấy sức khỏe của chú sao nè? Sức khỏe thì tốt rồi. Xương khớp là sao chú? Thể lực tốt lắm. Uống nước con nhào với con chưa? Dạ. Chú có uống nước con nhào lần nào chưa? Chưa. Chưa dùng đến nước con nhào luôn, là xương khớp còn ngon. Rồi. Thế hôm nay chú lên đây thì trước khi kết thúc thì chú có lời nào muốn nhắn gửi tới các cô, các chị không? Thì mình cũng nhắn gửi cho anh chị em ở sau cố gắng để mà tìm được hạnh phúc. Dạ. Rồi. Rồi chú nói một câu nào cho các cô, các chị có cái niềm tin chút xíu. Về bên anh thì anh sẽ như thế nào? Tin thì phải cố gắng thôi chứ giờ không biết nói gì ạ. Thế là về bên anh sẽ yêu thương trọn đời. Dạ. Rồi. Anh em cũng cảm ơn chú đã tin tưởng chương trình nhá. Dạ. Hôm nay chú lên đây thì chú có cam kết những thông tin mình chia sẻ là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình chia sẻ không? Dạ. Rồi chú có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, chú đồng ý không? Đồng ý. Rồi cảm ơn chú nhá. Rồi thay mặt anh em chúc chú luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, đặc biệt sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Rồi. Cũng xin chúc cho chương trình được phát triển trên đường sự nghiệp, chúc anh em được có nhiều hạnh phúc nhất. Rồi cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ. Cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn, và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Alo. Cô nói cô tên gì á? Tên Hoài.
bây giờ cô lấy mấy chai nữa? Cô lấy 2 chai đó. Cô lấy 2 chai nữa hả? Thế thì hôm trước cô uống cái tình trạng bệnh sao rồi? Thì thấy là nó bớt đau lưng nó khỏe. Uống hết 2 chai này, mua 2 chai nữa. Trước khi cô uống là nó bị sao? Cô tiểu đường, cô uống thấy cái đường nó cũng hạ. Rồi, thế trước khi cô uống rồi cô bị đau xương khớp nhiều không? Nhiều đó, đau như khớp, đau đầu gối rồi dữ lắm đó. Dạ, yeah. Bây giờ cô uống mà nó bớt nhiều chưa? Bớt. Uống được bao nhiêu ngày thì nó bớt cô? Trời, cô uống cái này 10 mấy chai rồi. Ý là mình uống được bao nhiêu ngày thì cảm thấy nó bớt? Cô uống đâu, cô thấy đâu chừng 10 ngày cô thấy là giảm giảm. À, vậy là tốt rồi. Là cô uống tới hoài đó. Dạ, yeah, vậy thì bây giờ 10 phần nó bớt được mấy phần rồi cô? Cũng 5-6 phần rồi đó. Ồ, vậy là quá tốt rồi cô ạ. Tại vì cái này nó thiên nhiên nên là nó sẽ giảm từ từ cô nhá. Chứ nó không có phải là những cái chất giảm đau đâu, nên là nó sẽ từ từ thôi nha. Nó từ từ thôi chứ đâu có nào hết liền. Đúng rồi, nó có những cái chất nó thiên nhiên nên cô cứ yên tâm nhá. Không có chất gì độc hại đâu. Rồi bây giờ lấy thêm 2 chai nữa ha. Rồi ok, để con gửi cho cô 2 chai nữa. Rồi con chúc cô mạnh khỏe nhá. Uống tốt thì giới thiệu cho con á. Dạ. Rồi con chào cô ha. Dạ. Alo.